Hùng xin chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Hùng Minh của tôi nha. Thì hôm nay cả nhà mình sẽ theo chú Đen đi dở cái chàng hãng. Đó là chú Tư. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Đây cũng có anh Hai đi theo nữa nè. Chào cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ quay cho cả nhà xem cái cách bắt cá của người dân U Minh này nha. Cái này người ta kêu bằng cái chàng hãng này anh em. Chàng hãng như phải cái đáy hả? Cái đáy gì nó cũng nói nữa. Cũng nói rồi hả? Mà dân mình kêu bằng chàng hãng hả? Nhưng kêu cái đáy đáy gì cái đáy nữa. Đáy chân lớn hơn nha. Đấy dùng nhanh nóng cắn đó. Dạ. Dạ. Dính rất là nhiều loại cá. Cái này cái đặt cái miệng từ cái miệng đáy này thử khoảng bao nhiêu mét đi chú Đen? Một mét á. Mới rút lên thì vũ từ từ á. Ui, tôm cứ bự không ta? Chú lớn không à? Ba thằng hai gì không? Hai luôn. Cái đó nằm lên cái này đó. Cái này biết làm mới làm được. Ô, tốt kìa. Con tôm ngoài nằm trên đó luôn. Là rút về đây luôn đó nè. Ô, tôm luôn à. Hai con, tuần hai luôn. Cái đây thì mình kêu bằng cái chàng hãng, mình đặt cái miệng từ bên đây nè, thì nó sẽ qua tới bên bên đây, là khoảng 10-11 mét đó. À, còn cái đuôi là để gom cá là nó tới ở phía lúc mị dưới cái cây dưới kia là sẽ rất là xa luôn nha cô chú anh chị. Vô đây cũng dính hết trơn. Dội nó ra nó được không? Nó nhiều quá nó dội lên đây đó, không gì đó. Nhiều quá nó dội ngược lên đây thôi. Dội luôn lên lỗ tai đó. Hai bên là mình kêu bằng hai cái lỗ tai ha. Hai lỗ tai. Cái đó là hai bên ở phía đầu này là người dân mình gọi là hai cái lỗ tai. Đây. Bây giờ mình sẽ dở lên mình vũ vậy để phía đằng kia. Xong đặt cái này để dính rất là nhiều lưỡi cá tôm tép cô chú anh chị. Cái xong mình là đâu có đặt được cái này đâu. Yeah. Hồi đó giờ mới thấy ta dở luôn. Này xong lớn rồi mới đặt được chứ còn xong. Dạ, yeah, phía xong rồi này cũng hơi lớn rồi mới đặt được cái này. Ở trong mình thì đặt mấy cái vớn nhỏ nhỏ không à. Còn thấy cá nó lội trong đó luôn kìa chứ cơ. Ừ. Chú cầm tay không? Chú tôm chú bự bự không? Này thì dính gác nhiều ha. Chờ này ít gác đây gác. Chắc mấy cái chiên gác nhiều chắc. Người sao vũ đỏ trời. Kéo lên là nó này mình vũ gác nha, gác là nhiều gác luôn. Quá trời tép. Bún tôm bún kìa. Tôm chà bá nữa. Thanh miếng tôm. Ôi, dính tôm nhỏ rồi đây. Tôm xuống nhỏ. Nhỏ. Nó đủ nhỏ là vô là dính hết trơn nha. Tôm kìa. Cái bó nó như thế
Vậy chứ nó lên à. Ồ, tép nó nhảy. Vậy là cái khúc dưới là 12 giờ đang lựa gác ra. Rồi chúng mình năm phi nó gác. Rồi mình mới đổ dài xuống ha. Quá trời gác luôn. Tại dưới sông nước nó chảy thì nó vô nhiều vậy. Dạ. Nước đang chảy luôn. Tôm lắm. Trên đây nãy bún nhiều lắm. Này bữa nay chắc dính tôm tép nhiều ha. Dính tôm tép. Nãy giờ cá không biết nó có lội xuống dưới chưa mà thấy tôm tép trên đây nhiều. Có điệu trơn nha. Quá trời ghét luôn. Cái này ngay nước chảy chắc ham dữ lắm rồi. Dạ. Cho nó xuống ghét luôn. Hay là nó mắc kẹt à? Dạ. Nhiều lắm mà trên này thấy còn... đây nhiều lắm nè. Ở trên này còn thấy có bún quá trời tôm luôn. Thì cái đuôi nó rất là dài. Cái đuôi này dài khoảng nhiêu mét chú Đen? Hai mấy mét hả? Cỡ 25 mét. Cỡ 25 mét nha tôi chú anh chị. Cậu thấy này mà cậu nhớ rồi đó, đặt cái chàng hãng á, cậu nhỏ nhỏ có lúc đó làm cái chàng hãng ngoài sông này nè. Dạ. Yeah. Cái chàng hãng nó cũng có làm lưới như gan như đây mà hai cái tre nó chặt bẹt vậy nè. Lưới gân không à? Lưới gân. Lưới gân chị mong chết lắm. Dạ. Lưới gân không à? Bây giờ nó chế lưới này nè. Dạ. Yeah. Làm lưới này nó bền hơn ha. Bền hơn. Lưới gân mong. Ồ, coi kìa. Đúng rồi. Sạc sạc luôn kìa. Dữ lắm rồi. Ừ, ở dưới cái đuôi này bự quá ha. Cái này mà đặt ngay con nước đủ ra cái dữ lắm. Tôm á, tôm là chạy nó bạch. Dạ tôm chú bự không à, để tôm bự không à. Hai mấy con luôn. Dưới ngoài dưới lại giữ nó vậy mà phải nó sáng nước rồi. Dạ. Cô tép kìa nè. Tép luôn rồi. Ồ tép. Tép này tép gì ta? Có nói gì không ai có tép này tép bạc. Tép bạc. Tép bạc. Mất đi hai đường mà hai là vũ gác rồi chứ. Dạ kẻ bông là chắc tới nước sổ trong rừng sổ ra mới có quá. Ngoài biển vô á. Dạ. Đường kinh này sẽ thông ra ngoài biển Khánh Hội á cô chú anh chị. Ở đây là hồi nãy giờ mình cũng quên có nói cái địa chỉ là ở đây là cũng là xã Khánh Lâm. Cũng cách nhà mình khoảng cũng 3 cây số. Thì mình vũ mình sẽ gỡ lưới luôn. Rồi chiều mình sẽ đặt hơi. Rồi sáng khoảng 6-7 giờ sáng mình sẽ thăm. Ô tép à. Tép còn trên đây nhiều quá. Này quá mồi luôn ha. Mẹ bà làm tôm khô luôn. Chứ tôi đục lột lột anh Phương. Bà luộc làm tôm khô ăn ngon gì đâu. Tôm này thì thiên nhiên mà. Ừ. Ghé nó không? Cái con cá này hôm bữa mình xuất đò có dính đó. Dạ. Đây cá này là cá ghìa, cái màu nó đen đen trắng trắng ha. Cá đó thịt không á. Dạ. Cá này nó đâu có lớn không, dữ không, không lớn. Cá này với bữa đó thì bự hơn tí xíu. Con tay đổ lại rồi. Dạ. Dạ. Mà nó đậm đà như cái nào. Dạ. Cá nâu là nhiều lúc lớn cũng. Ơ con cá gì ngổ quá nè. Ê, sao mà chồng nhỏ ngổ vậy? Cá nóc hả? Cá nóc. Cá nóc hả? Cái này có độc không? Ăn đây bỏ vô đâu ấy đâu. Bỏ hả? Dạ bỏ nhỏ. Con cá nóc nó biển nó đi. Nó nó quá kìa. Ồ nó giòn giòn. Nó đi đó. Trên chút chọc chọc nó phì chi với banh. Dạ. Ô tôm nè. Chứ lên chọc nó. Tôm này tép bạc. Tép
cái này tôm cá. Sú. Ở cá ghìa nhiều. Cá ghìa. Ồ, cá ghìa nhóc hết trơn kìa. Cá sặc biển. Có tôm tôm tích nữa kìa chú tôi. Đổ đại lên, đổ đại lên, nó nhiều lắm. Phong quá. Đây, đổ kìa. Đẩy đi lên thôi. Đẩy đi. Ê. Wow. Ủa trời ơi, tôm tích kìa, tôm tích hả? Tôm tích nhỏ không à? Nhỏ, nhỏ mà cuốn ấy thì trong này thì mình cũng ăn được. Ồ, cá cũng nhóc lửa cá trên nè. Đủ loại hết luôn. Ồ. Dạ. Tôm tích cắn kìa. Tôm tích gà máu luôn vậy. Bún gà máu luôn. Sao con tôm tích mình cầm nó đâu quay đó ta? Không bún chứ. Nó kẹp. Kẹp rồi bún luôn. Nó bún cái đít. Bún ngược. Chứ tôi con tôm bự kìa chứ tôi. Tôm ừ. Tôm xuống chà bá luôn kìa. Ê, tôm xuống bự rồi. Uống nu luôn chà. Mập luôn. Tôm xong rồi. Đó con này con tôm tích con này con gì? Mày giống như con tôm tích ngoài quá. Tôm nẻ vậy tôm tích trong vuông người ta kêu tích. Mày nhóc lội luôn. Này thì mình sẽ đem lên nhà mình đổ ra mình lựa cá cái nhỏ nè, cá này ăn ngon lắm nè. Cá này thịt dữ giờ thịt luôn. Dạ. Cá đó mình, kho cũng bổ nè. Ừ. Cá đó kho. Ngon lắm. Thịt không? Ghê ơi, con ghê vậy. Lỗ tai ngoài dính nhiều lỗ tai trong yếu rồi. Nhầm bữa nhìn như cái bữa khác đâu có nhau đâu. Ờ tôm. Lấy cái mặt đây để à, để qua đây lấy cái thùng ra đây này. Chiều mình sẽ đặt xuống lại. Nên là mình ngồi xuống hàng để đứng ở đò chạy ngang bật nữa. Đi đò không đâu có dạ. Xe đâu đi đâu có xe đâu đi bây giờ có xe đò đó để chở đồ đó không đúng rồi chở đồ bây giờ chị nhiều hơn chở khách rồi đó đó mấy năm chục cây số mà đi đò đó không à rồi đợi đã luôn cả ngày trời ngày trời nhiều không đây còn cá cá nóc được bỏ ra đuổi ngoài đụng đụng cái nó sao cái ăn ăn con này như nghe nói ăn không được nữa dạ. nhầm con đang nhầm con nhầm con có gai không ta không có độc đó đụng đụng lên nó bự giờ chọc cho nó phì nó bự như là lỡ cái đó giờ nó chút nó phì ra
Ô tôm tích quá trời tôm tích luôn. Cá này thịt dưới chợ nè, cá này ngon. Cái cá ghìa này thì nấu canh chua ăn thì nhất luôn nha. Tôm bự nè. Chà bá nữa. Hai ngón tay luôn. Tôm hàng hai có tới cỡ mười mấy con. À mười mấy con. Dạ. Ô cá ghìa quá nhiều luôn nè. Ở đây mình làm có làm vuông cái ăn tôm mình bóc lên biết cỡ hàng mấy. Dạ. Chuyên nghiệp luôn rồi. Ghê là ghét quá. Giờ chỉ từ cái chín đến hai sẽ lựa cái cá này ra thôi. Ồ, tôm tôm bự bự con tôm xong tôm xong chú xong này tới nước là có ghẹ bông á. Dạ bữa nay không thấy ghẹ bông nữa nha. Ghét thì mình sẽ lựa bông qua. Cái này giống cá bóng nữa đây. Cá bóng này như là cá bóng cao phải không? Bóng. Cá bóng cao. Cái này cá gì chắc cũng không biết luôn. Không biết. Cá biển thì mình không biết, không gành, không cho mấy. Cá biển thì gia đình mình cũng không gành lắm. Mà cá này chắc thịt không nữa. Cá này thịt không mà thịt trong vắt à. Cá này chắc mình kho ngon lắm rồi chứ. Ừ, kho. Cái này chắc kho tiêu. Dạ ngon. Chắc không có nhảy. Rồi, hết rồi. Hết tôm được bao nhiêu tôm rồi. Rồi này còn con. Để. Con cá này với bạn. Để con lửa hết luôn này luôn nè. Để ba con tôm ăn ngâm nước ăn chút bán nè. Món này là bóng sao quá. Bóng sao. Bóng sao. Còn con cá này là cá. Lưỡi trâu hay trâu đâu. Lưỡi trâu. Nhìn như cái lưỡi con trâu vậy đó. Cái lưỡi trâu thù ai mới miệng à. Đó cái miệng đó nè. Vậy đó hả? Đó, cái miệng đây. Cái miệng này. Bây giờ thì từ chín chú tư với anh hai cũng lựa cá ra rồi nè với tép bên đây nữa nè. Bên đây là tôm tích này thì nhỏ thì hỏi chú đen ấy, chú đen thường nói là để cho cua ăn tại đây mình nuôi cua mấy con cá nhỏ với mấy con tôm tích nhỏ nè nổ lên mình sẽ nuôi cua chứ thả lại thì nó cũng không ở dòng nước này nó không cũng không sẽ không lớn luôn. Mấy con tôm bự đấy là mình sẽ vô viên bán này. Dạ, mấy con tôm số bự thì mình sẽ để lại bán. Thì hôm nay mình sẽ nấu canh chua bằng lá giấm. Đây sẵn đây mình cũng giới thiệu với cô chú anh chị. Đây là cây giấm. Cây giấm này thì cũng rất dễ trồng nha. Nó rụng trái xuống ở lên. Dạ, này nếu nó tới già thì nó sẽ có trái á. Cái này thì còn rất là non thôi cô chính. Ừ non. Dạ. Cái lá giấm nè. Rất là chua luôn cô chú anh chị. Nhưng mà mình để một ít lá thôi. Cái lá này mình để vô mình sẽ ăn được luôn. Nó sẽ tạo ra độ chua. Cái này non quá non luôn. Cái này cấp này mưa cái nó non thôi cô chính. Cái này chừng vài bữa nữa cái nó ra trái ha. Cái giấm này là giờ mà nói mà có khi là mấy đứa mà có khoảng 15, 16 tuổi mà nói cái giấm là nó không biết cái giấm là cái gì nữa. Dạ. Mấy cô chú anh chị lớn tuổi rồi mới biết ha. Ừ. Dạ. Thì cá này hồi sớm là mấy chú cháu cũng có đi giở chàng hãng chung với chú Đen á. Thì chú Đen cũng có gửi ít cá về cho nhà mình làm ăn cơm. Thì cá này là cá ghìa. Rồi được cá lưỡi trâu thì mình sẽ nấu canh chua hay chú tư? Nấu cái này nấu canh chua đây. Dạ. Lựa ra hai thứ. Dạ. Còn cá này thập cẩm tùm lum loại cá chứ. Dạ cá này cá sặc biển nè, rồi cá bóng nữa, rồi cũng hai ba loại cá nữa. Cá này thì gia đình cũng không biết kêu là tên gì. Tại ngoài biển là nó chảy vô nó cũng nhiều loại cá lắm, đủ tên hết trơn. Thì cái này mình sẽ kho ha. Kho. Dạ. Cái này mình ướp cá mình kho luôn. Dạ. Chính với anh hai với cha. Chào cả nhà. Đang lặt ít rau muống hồi mình để vô canh chua luôn. Bữa nay mình sẽ nấu canh chua lá giấm. Nãy mình còn chín đi bẻ ha. Thì cũng có chuẩn bị ít trái dưa leo, cà chua, trái khóm hồi để mình ăn với cá kho. Ăn kèm cá kho. Giòn nó ngọt
cá đó nó thịt mắm nó trắng trong xanh luôn ha. Yeah. Cá đó nó thịt ngọt với thịt ấy, thịt nó dẻ khác à, nó không có xương. Cái mấy con cá nước mặn thì nó thịt nó dẻ lắm luôn chú Tình. Dẻ. Dạ. Mình kho mình không sợ nó bị gã. Mình kho lửa cũng lửa ghiêu 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 vậy. Nó có chỉ có cái xương ở trong không à, nó không có xương mịn. Dạ. Nếu mà bắt lửa lớn, nồi đất mà bắt lửa lớn cũng sẽ gã thịt á. Dạ hết. Nó dẻ dẻ chứ nếu mà nồi đất mà bắt cũng gã chứ. Giờ mình kho cá đó trước hay là mình nấu canh trước đi chú Tư? Mình để cá đây mình nấu canh ha. Chắc nấu canh trước đi, nấu canh trước rồi chút xíu mình nấu cái này ăn ra ăn liền luôn để nó nguội. Dạ. Còn canh mình nhắc xuống nó vẫn còn nóng. Dạ. Thì mình sẽ ớp mình để đây. Tiêu. Rồi mình sẽ đi nấu canh ha. Giờ chú Tư cũng sáng mở tỏi để mình nấu canh chua. Tỏi thì cũng vàng rồi, cho nước vô. Cho nước vô. Hồi nãy mình cũng tính là nấu canh trước mà mình trong khi mình đợi nước sôi á, mình sẽ bắt cái nồi cá kho lên luôn ha. Bắt nồi cá kho lên luôn. Dạ. Làm lượt lên. Dạ. Cái này thì cái này lá giấm mình cho lá giấm vô cho nó chua. Mình sẽ bắt mà cá kho lên luôn. Cái sôi cũng sần. Chú Tư cũng bắt nồi cá kho lên nó cũng sôi vậy nè. Thì bên đây thì chú Tư ý nhầm cậu Chính với anh Hai thì đang cắt dưa leo với khóm với cà chua để ăn kèm. Nay mình ăn cá chua kho. Mình sẽ không ăn rau mà mình ăn củ ăn trái. Mình ăn trái thì bữa nay mình ăn trái. Cái kho này đủ loại luôn nha. Đủ loại nha. 3-4 loại cá luôn. Ta thập cẩm cá. Thập cá. Cá này nhìn ngon quá anh hai. Ừ, ngon thiệt. Dạ. Trắng bông thịt trắng tươi. Trắng. Nhìn cái muốn chỗ quên kìa. Bây giờ mình ăn cá đồng không, bữa nay ăn con lại cá biển thì nó ngon. Dạ. Bữa nay mình đổi nước bữa nè. Bữa đó mình hôm giờ mình ăn nước ngọt. Bữa nay mình ăn cá nước mặn. Mình cho nước vô luôn. Sẽ đợi này chắc cũng đợi chín thôi. Đợi chín chứ bên này mình cũng không có sơ gì nha. Dạ. Còn cái nồi canh trên kia chắc cũng sôi rồi. Mình lên nồi canh đó. Dạ. Nước cũng sôi mình cho cá vô luôn. Giờ chú Tư cũng cho cá vô mình sẽ nêm luôn nha. Cá kho ở dưới thì nó cũng mau chín. Cái chảo hoành tráng quá. Dạ. Nhà ăn cơm cũng hơi đông người, cũng bốc thêm người nên nấu cũng hơi nhiều. Cái lá giấm này ăn là rất là ngon luôn. Giờ chúng tôi sẽ ăn muối thì cho cái đường vô. Đường, canh chua. Này, canh chua đường hơi nhiều chút. Dạ. Cho miếng bột ngọt dần dần. Thật niềm luôn. Dạ. Thì xíu nữa sôi lên thì mình sẽ bỏ rau muống vô nữa là sẽ xong nha. Tại cá này thì cũng mau chín á. Rau muống nữa là hoàn thành rồi. Dạ. Cá nó chín này mình cho rau muống vô luôn. Rau muống dạ. Vô nữa là mình nhắc rồi nè. Rau muống nó mau chín. Quá trời cái chảo canh hôm nay luôn rồi chứ Tư. rau muống vì nãy cái lá giấm mình bỏ nhiều nè. Dạ. Đặc luôn. Tuy là mấy con cá nó nhỏ nhưng mà cá này rất là ngon chú quý chị. Cá là thịt dẻ lắm. Dạ. Rồi rau nêm thì mình sẽ bỏ vô sau ha. Bỏ vô nhắc sao? Mình bỏ luôn, bỏ vô luôn. Bỏ vô cho nó thơm. Ồ. Chín. Giờ mình chở này xong rồi mình xuống coi cái nồi cá kho cái là mình ăn cơm được ha chú Tư. Rồi cái nồi kho chắc chín rồi. Dạ. Cũng sôi cũng chín rồi, cạn rồi. Dạ. Kho cũng chừa nước tí đang chấm rau ăn. Và cái nồi đất này nó sôi như đây là mình nhắc xuống là nó nhắc xuống chút nó cũng gần khô luôn. Dạ, nhắc xuống nó sôi đi. Nó hành ra. Này là kho khô chú Tư.
sệt sệt, có sệt không, không tới khô ha, không tới khô. Nhìn cá nó trắng ngon lắm. Giờ thì mình cũng dọn cơm rồi mình ăn ha. Chần chi mấy miếng ớt cho đẹp đẹp chút à. Sáng giờ mấy chú cháu cũng đi dở cái chàng hãng á, cũng chú Đen cũng cho gửi ít cá về gia đình mình cũng làm cơm xong rồi, thì cũng mời cả nhà dùng cơm gia đình mình luôn. Ê, nha, mời cả nhà ăn cơm á, mời cả nhà ăn cơm, mời nhà ăn cơm, mời nhà ăn cơm. Biết cá là cái gì ăn thì thấy mình thử ra sao, ừ, thử ra sao. Cá này cũng có ăn rồi lắm mà không biết tên. Ừ. Ngon, chưa cũng mềm luôn đó. Dễ gắt nè. Luôn xương luôn à. Ừ, luôn xương luôn. Mềm thấm à. Ngon quá. Ừ. Thật không? Ừ, thật không à? Đạt không? Ừ. Nó tròn tròn giống cá đàn cày ha. Cá đàn cày nó vậy. Cái thịt thì của nó thì nó rất là trắng luôn ha. Ừ. Này mình kho mình để ít nước á, rồi mình chấm cơm với dưa leo rồi mình ăn. Này cái ghẹ này cũng dẻo nữa. Cá ghẹ mình nấu rất là lâu luôn á, nhưng mà nó cái thịt nó không có gã luôn. Có con cá lưỡi trâu thì thịt nó bị gã nè. Còn cá ghẹ là nó hình như là nó còn nguyên luôn ha chú ta. Nguyên chân. Dạ. Yeah. Có miếng xương ở giữa không? Dạ. Yeah. Cái thịt nó rất là dẻ luôn ha. Dạ không? Dạ. Cá này được bự chút mà ăn béo. Dạ, bây giờ hình như là nó không được bự trời. Chưa tới đợt nó lớn rồi nhỉ. Dạ. Với thêm bây giờ nhiều người bắt quá chú Tư. Đâu cái số lượng nó đâu còn lớn vậy. Chẳng người ta đặt thấy bích kinh dần chỗ nào đều cái luôn. Dạ. Mình đi chịch nước mà vậy đó mà gặp mà đi ngang nước dở cho cái ham lắm mà. Dạ, gỡ chứ. Ừ. Gỡ nhiều lắm luôn. Nghe nước là nghe nói là tép được có khoảng 50 ký á. Dạ. Nhiều ha. Nó nhiều lắm. Tôm rồi cua biển rồi ghẹ nữa. Ừ, ghẹ bông. Dạ. Bông tôm tít. Cái ghẹ này được muối lạc lạc cái chiên. Giá cả nguyên nước thịt không đạt. Dạ. Béo dữ lắm. Ừ. Còn cá trắng này là mình ăn luôn xương luôn, cứ ăn luôn xương. Nó mềm theo à. Mấy con cá này bữa béo quá. Nó giống con cá chẻm nè. Giống cá chẻm. Ừ. À, cái lúc đổ nò á. À, lúc đổ nò. Dạ. Cá màu hơi ửng ửng vàng vàng. Dạ. Nhưng mà có không cá chẻm không? Cá này nhỏ nhỏ là mình gấp nguyên con không ha? Nguyên con. Cái thịt cá gì cái thịt nó mềm vậy đây mà mình nấu nó không gã hay không gã nổi. Dạ. Tại cá biển cái gì đó. Dạ. Cá biển là nó cái thịt nó dẻ nó dai lắm. Cái này mồi bén quá không phải vô ăn chung mới được. Ngồi ngoài chịu không nổi à? Ngồi ngoài chịu không nổi à? Bén quá. Dạ. Ngồi cá kho quá ngon. Trái cừng là nãy nó không cay không? Nó cũng cay không? Dạ. Cái lá giấm nấu rồi nó ăn nó có cái độ mềm mềm đó chú Tư. Mềm nó nghe cũng cái mùi đặc trưng của riêng của nó không? Dạ. Ngon. Nó chua cũng dịu dịu ha. Dịu dịu ha. Mình thấy ít người ăn nấu canh chua bằng lá giấm này nè. Ừ. Hồi đó nó nấu thì giờ thấy cái này bây giờ ra chứ nó nấu me nấu này kia không? Dạ. Nấu đồ chua đâu ít ai nấu lá giấm. Sáng là dở cái chặng hãng thấy hàm dữ thiệt. Cái chặng hãng này mà đợi mà tới con nước á. Dạ. Cái con nước đèn nãy nó tới con nước nó chạy dữ trời chạy lắm mà.
mình mới được mà có cái gì đó ở đâu khỏi khỏi sợ không có đồ ăn nha, có đồ ăn có tiền luôn á, chứ nếu hồi sáng bán mấy con tôm sú là mấy được mấy trăm ngàn à, cỡ 300 ngàn á, nó sú á, tôm sú với sông bự bự không chăng, hai mười mấy con vẫn lớn rồi, sông nước chảy tới chảy lùi vậy đó, lùi nó màu lớn, cái đó mà mình tới mà con nước gầm 16 gì đó, ngay nước đó mình ra mình coi thử quá trời, ta nói là dở nhiều dữ tận, cá đủ loại luôn á, đủ loại luôn, ngay nước đó nó chưa bằng cái nước mà trong rừng đổ ra, nước phèn đổ ra chạy nước đuổi cá chạy giữa trời, chạy cái mấy trăm ký đi nước, cái đó cá đuổi đủ loại cá chạy chứ không chạy chết rồi. Quá nhiều phèn ở lại cái là khô nhất. Trong này mình phèn đẩy ra cá phi cá đối dưới sông chết luôn. Rồi cá kho này cũng hết luôn ha. Thôi bắt qua biển. Còn vô ké hết miếng. Lâu dưỡng ăn cá biển ăn ngon dữ. Dạ. Ở đây mình kêu chàng hãng chứ cái đó là như cái đó giống cái đáy chứ chàng hãng vậy cô Dính. À, cái đó là cái đáy mới đúng. Để cái chàng hãng là hồi xưa là nói hồi xưa thì cũng lúc đó là cũng khoảng cỡ 20 mấy năm rồi. Là lúc đó em còn biết là ta có hai cây tre ta mới sóc khéo gì đây nè, là người ta đặt cái lưới có đuôi ra sao, là cái đó đặt chỉ là có được cái nước chảy xuôi gì thôi. Chứ còn ngược lại là nó bị chở cá ra. Ta đặt cái đó người ta canh ta dở hoài. Ta canh thường đó. Còn này người ta kéo đuôi người ta cầm dính ngắt. Dạ, kéo đuôi. Còn cái kia mình đâu kéo đuôi được đâu.